Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy toán lớp 3, kết nối tri thức với cuộc sống. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là chủ đề 2, bảng nhân, bảng chia, bài số 9. Bảng nhân 6, bảng chia 6. Bảng nhân 6 hay còn gọi là bảng cửu chương 6. Mỗi con bọ rùa có là 6 chấm. Đây là những cái con bọ rùa này. Những con bọ rùa thì có 6 chấm ở cánh. Hỏi 4 con bọ rùa như vậy thì có bao nhiêu chấm ở cánh? Đây, ví dụ như là chúng ta sẽ có là cái số chấm ở trên một câu, được không? Hay nói cách khác là cái số phần tử, một cái số phần cái trên một cái nhóm hoặc một cái gì đó. Và đây là 4 nhóm, còn gọi là 4 câu. Vậy ta lấy nhóm, cái số phần tử trong một nhóm thì chúng ta sẽ nhân với lại nhóm. 6 x 4 là 24. 6 x 4 thì chúng ta sẽ lấy là 6, con số 6 thì chúng ta giữ lại này, con số đứng trước giữ lại. Và con số sau này á thì nó thể hiện là 4 con số 6, 1, 2, 3, 4. 6 cộng 6 cộng 6 cộng 6 thì bằng là 24. Vậy thì 6 x 4 là bằng là 24. Ta lấy ngược là ta lấy 24, chúng ta sẽ chia cho 6 là bằng 4. Hoặc ta lấy 24 thì chia 4 là bằng là 6. Chúng ta hoàn thành cái bảng nhân 6 và bảng chia 6. Thêm 6 vào kết quả của 6 nhân 2 thì ta được kết quả là 6 nhân 3. Ý người ta họ nói rằng là ta lấy 6 này, ta cộng cho 6 bằng 12. 12 ta cộng 6 bằng 18. 18 ta cộng 6 là bằng là 24. Cứ thế mà cộng lên là được bằng là 60. 6 nhân 3 là 18. 18 ta cộng 6 tiếp là 24. 24 cộng 6 là bằng 30. 30 ta cộng 6 tiếp là bằng 36. 36 ta cộng tiếp là bằng là 6 là bằng 42. 42 cộng 6 là 48. 48 ta cộng 6 là 54. 54 ta cộng 6 là bằng là 60. Bảng chia 6, 6 chia 6 là bằng 1 này, 6 này, ta chia 6 bằng 1 này. 12 chia 6 là bằng 2. 18 chia 6 bằng 3. 24 thì chia cho 6 bằng 4. 30 thì chia 6 là bằng 5. Và chỗ này thì chúng ta sẽ có này. Nếu như chưa rành thì chúng ta lấy 6 ta nhân cho bao nhiêu bằng 18? 6 nhân 3. 6 nhân 3 có nghĩa là 3 là kết quả của 18 thì chia 6 là bằng 3. Và tương tự, 24 thì chia cho 6 là bằng là 4. Đó là bằng là 5. 36 chia 6 bằng 6. 42 chia 6 là bằng 7. 48 chia 6 là bằng là 8. 54 chia 6 là bằng là 9. 60 là chia 6 là bằng là 10. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 1 tính nhẩm, 6 x 1 là bằng là 6, 6 x 4 là bằng là 24, 6 x 6 là bằng là 36, 12 chia 6 là bằng là 2, 18 chia 6 là bằng là 3. 48 chia 6 là bằng là 8. 6 x 5 là bằng 30. 30 chia 6 là bằng là 5. 30 ta chia 5 là bằng là 6. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 2. Hai phép tính nào dưới đây có cùng kết quả? Như vậy thì chúng ta sẽ tính hết cái này và bên này rồi chúng ta sẽ nối sau ha. 6 x 1 là bằng 6 này. 6 x 3 18 này. 12 chia 6 là bằng 2. 48 chia 6 là bằng là 8. 6 x 5 là bằng 30. Rồi chúng ta tính bên này, 2 x cho 9 là 18. 4 x 2 là bằng là 8. 36 chia 6 là bằng là 6. 6 x 5 30. Này là bằng 2. Rồi chúng ta có kết quả là chúng ta nối đài 6 đài 6 nối lại. Đài 18 đài 18 nối lại. Rồi, đây là 2, đây 2. Vậy cái xe này vào cái chỗ này. Đây 8, đây 8, cái xe này vào đây. Ở đây 6, 5, 5, 30. Đây, này vào đây. Chúng ta qua tiếp theo, bài số 1. 6, 12, 18. 36, 4, 18, 60. Thực ra là cái này là cái kết quả của cái bảng nhân 6 nó tăng dần.
6 là cộng 6 bằng 12, 12 cộng 6 18. 18 là cộng cho 6 là bằng là 24. 24 mà ta cộng cho 6 là bằng 30. 30 cộng 6 36. 36 cộng 6 là bằng là 42. 42 cộng 6 48. 48 cộng 6 là bằng là 50, 54. 60, 54, 48. Như vậy cái này nó là nó giảm dần. Rồi 60 mà ta trừ cho 6 là bằng 54. 54 ta trừ cho 6 là 48. 48 ta trừ cho 6 là bằng 42. 42 trừ 6 là bằng là 36. 36 trừ 6 30. 30 trừ 6 là 24. 24 trừ 6 18. 18 mà ta trừ 6 là bằng 12. 12 trừ 6 là bằng là 6. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 2. 6 x 4 là 24. 24 thì chia 3 là bằng là 8. 8 chia 2 là bằng là 4. Bài số 3. Ở trên là cái thừa số, ở giữa là thừa số và cuối cùng là cái tích. Muốn tìm tích thì ta lấy hai thừa số này ta nhân nhau. 6 x 2 là bằng 12. 6 x 4 là bằng là 20, 24. 6 x 6 là bằng là 36. 6 x 3 18. 6 x 5 là 30. 6 x 7 là bằng 42. Số bị chia là cái hàng ở trên, số chia là cái hàng ở dưới và thương là cái hàng cuối cùng. Muốn tìm thương thì chúng ta sẽ lấy số bị chia cho chia cho số chia. 18 ta chia cho 6 là bằng 3. Như vậy tương tự lại ta lấy 30 ta chia 6 là bằng là 5. 42 chia 6 là bằng 7. 60 ta chia cho 6 là bằng là 10. 54 là chia 6 là bằng là 9. 48 chia 6 là bằng là 8. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 4. Mỗi hộp có bao nhiêu chiếc bút chì màu? Giờ chúng ta đếm nè, 1 2 3 4 5 6. Vậy là mỗi hộp là có 6 bút chì màu. Số bút chì màu ở 4 hộp là như vậy là 6 nè, mỗi hộp là 6 nè, được không? 6. Và chúng ta có 4 hộp. 6 x 4 là 20, 24 chiếc. À. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 5. Một thanh gỗ dài 60 cm được cưa thành là 6 đoạn bằng nhau, hỏi mỗi đoạn đó dài bao nhiêu cm. Như vậy là những cái thanh gỗ như thế này chia làm 6 đoạn. Như vậy ta lấy 60 ta chia cho 6 thì chúng ta sẽ được là 10, mỗi đoạn là 10 cm. Số cm mỗi đoạn gỗ dài là số cm mỗi đoạn gỗ dài là ta lấy 60 ta chia cho 6 là bằng là 10 cm. Đáp số 10 cm. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh với thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học, đề thi, bài kiểm tra này dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy giải rất nhiều các đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.